Bạn Nguyễn Quý Sơn này, bạn hỏi rất hay này các bạn này, câu hỏi rất hay. Bác ơi, việc bổ sung thêm sữa non vào sữa công thức hay sữa mẹ hút ra để cho con bú có cần thiết không? Hay không? Câu hỏi này rất hay các bạn ạ. Rất hay. Và khi bác Đạt trả lời lời câu hỏi này thì có rất nhiều bạn cũng hỏi là: ôi bác ơi, thế thì những công ty nó sản xuất cái sữa non này hàng bao nhiêu năm qua thì nó bán cho ai? Có phải không ạ? Thì nó bán cho những bà mẹ không có hiểu biết. Vậy thôi. Đúng không? Vậy thôi các bạn. Sữa non nhé các bạn nhé, nghe này. Sữa non ấy nó chứa rất nhiều dinh dưỡng. Đúng không? Ví dụ sữa non của mẹ nó có nhiều vitamin A để tăng sức đề kháng đường tiêu hóa cho bé. Sữa non nó có rất nhiều các kháng thể để con bú mẹ thì nhận được kháng thể từ mẹ. Và sữa non nó giàu protein, giàu chất đạm và giàu chất vào chất béo để giúp cho bé có đủ năng lượng. Có đúng không ạ? Tại vì những ngày đầu tiên ý, dạ dày của trẻ nó chỉ chứa được 5 đến 10 ml thôi. Cái lượng rất nhỏ như vậy, cho nên là cái sữa non nó phải vô cùng đậm đặc để nó cung cấp đủ năng lượng dinh dưỡng cho những cái ngày đầu tiên của bé để bé vượt qua những ngày đầu tiên. Điều đấy là điều trọng. Nhưng mà sữa non của bò ấy các bạn ạ, nó chứa nhiều dinh dưỡng và nó phù hợp với cái hệ tiêu hóa của con bò. Con bò nó sinh ra nhá, cái việc đầu tiên là các bạn biết không ạ, cái việc đầu tiên là nó tập đi. Tại sao vậy? Con bò con dê đầu tiên nó tập đi, tại vì sao ạ? Bản năng sinh tồn, khi sinh ra ấy, cái việc đầu tiên nó phải chạy để trốn những cái kẻ săn mồi, cho nên nó phát triển nhiều vào cơ bắp của con bò con dê con ngựa, có phải không ạ? Còn của con người sao ạ? À, nó sẽ mạnh vào trí não, đúng không? Con người nó phải mạnh vào trí não, cho nên sữa non của bà mẹ nó giúp cả miễn dịch và trí não, còn sữa non của con bò nó giúp cho phát triển về cơ bắp để chạy trốn những kẻ săn mồi, đúng không ạ? Nó khác nhau đấy. Cho nên là gì ạ, cái sữa bò sữa non mà chúng ta vẫn hay dùng ý, có thể từ dê từ bò đấy, chúng ta nghĩ rằng à trong đó nó có kháng thể và nó giúp cho con mình tăng cường sức đề kháng, đúng chưa? À, thì như này, nhớ này, kháng thể trong sữa non của bò ấy nó khác với kháng thể trong sữa non của con người, nó khác nhau, nó không giống nhau các bạn ạ. Tại sao? Nó được quy định bởi bởi ADN, bởi gen, nó được quy định bởi gì ạ? À, bởi các cái loại vi khuẩn virus mà con người nó bị nhiễm khác nhau đấy, và con bò nó khác nhau. Ví dụ như là cúm AB, con bò nó bị làm sao đâu, nó sao bị cúm AB và nó bị mắc những con khác đấy. Còn kháng thể nó tạo ra ấy, là nó do các cái chuỗi axit amin nó khác nhau và nó được quy định bởi ADN, bởi gen nó quy định. Rõ ràng gen bò nó phải khác gen người chứ, đúng không? Cho nên mình uống vào cho trẻ không tác dụng gì các bạn ấy. Đấy. Còn đối với trẻ 1 tuổi ấy, mà mình cho bé dùng sữa non ấy thì nó không phù hợp với hệ tiêu hóa của bé. Uống sữa tươi của bò của dê ấy, đối với trẻ dưới 1 tuổi nó đã không phù hợp rồi, tại vì cái tỷ lệ đạm casein, đạm whey, tỷ lệ chất béo, tỷ lệ vitamin và khoáng chất ấy, nó không phù hợp, cho nên bé dễ bị sôi bụng và rối loạn tiêu hóa. Nhưng còn sữa non của bò ấy, thì cái hàm lượng dinh dưỡng ấy, nó còn đậm đặc nhiều hơn nữa, cho nên nó càng không phù hợp. Đấy, cho nên ở bên nước ngoài nhé, sữa non ấy, nó chỉ dùng cho những người cao tuổi, tại vì nó chứa rất nhiều dinh dưỡng và một người cao tuổi uống 1-2 viên sữa non thôi có thể bằng ăn một đến ăn được 2-3 bát cơm. Đấy, mà người già ấy thì cái lượng ăn như vậy ấy, nó là bất khả thi, cho nên là người ta dùng sữa non để người ta thay thế cho các bữa ăn thông thường với những trường hợp mà người ta ăn ít, bạn hiểu không ạ? Đấy, hoặc là người ta cho gia súc gia cầm để tăng cường phát triển của nó nhé. Còn đối với trẻ em thì nó không có hiệu quả, được chưa? Còn đối với trẻ trên 1 tuổi chúng ta có thể cho dùng sữa non, nhưng mà nó tăng đề kháng ở cái mức độ này, nó cung cấp vitamin và khoáng chất, cung cấp dinh dưỡng thôi, chứ nó không còn kháng thể trong bò, nó không không có giá trị để nó tăng đề kháng ở người, cho nên chúng ta không cần phải cho sữa non và sữa công thức, hoặc là không cần phải cho sữa non và cho sữa mẹ để cho bé uống. Điều đó nó không có lợi ích gì cả và nó không tốt cho hệ tiêu hóa của con bạn đấy nhá. Câu hỏi bạn Nguyễn Quý Sơn là vô cùng tuyệt vời và hy vọng rằng cái câu trả lời của bạn nó đã phần nào đó giải đáp thắc mắc của bạn và mang đến ánh sáng cho các bạn. Các bạn phải hiểu bản chất vấn đề được không ạ? Đó. Và nếu có phần nào đó các bạn chưa rõ hoặc có câu hỏi nào, các bạn hãy comment ngay dưới cái video này. Anh sẽ làm video tiếp theo để giải đáp cho các bạn. Vì YouTube sẽ ưu tiên phân phối các cái video có nhiều like. Vì vậy,
Kem đừng quên like video, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century để giúp anh lan tỏa những điều ý nghĩa, những phác đồ, những cái phương pháp làm sao để nuôi con khỏe mạnh, để nuôi con không lạm dụng kháng sinh. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.